Ngài Thanh Hải vô thượng sư chia sẻ thông điệp hợp nhất toàn cầu. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2020, người dân bản địa trên khắp thế giới cùng nhau tham gia trực tuyến khai mạc tuần lễ hợp nhất thế giới với những lời cầu nguyện và thông điệp cổ vũ hòa bình. Sự kiện này cũng được các vị đại diện tiếng tăm lẫy lừng từ các tổ chức tín ngưỡng và văn hóa khác nhau tham dự để thảo luận về các chủ đề khẩn cấp như hành động về khí hậu cũng như sự hòa hợp giữa chủng tộc và liên tôn giáo. Là người hướng dẫn buổi lễ khai mạc, tộc trưởng Philanger đáng kính của bộ lạc Ahan Tonquan Dakota và dân tộc Chickasaw ở Bắc Mỹ đã chân thành mời Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đến tham gia buổi hội họp tốt lành, dù không thể tham dự do bế quan thiền sâu của Ngài. Ngài đã ân cần thu một thông điệp đặc biệt qua video để gửi đến những người tham gia. Thông điệp mà tộc trưởng Philanger đã diễn đạt là quá hay và mạnh mẽ, không thể tả xiết. Vậy xin hãy mở thông điệp từ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, kính yêu của chúng ta. Xin chào. Chào mừng tất cả quý vị trong hợp nhất. Cảm ơn quý vị đã mời tôi nhân dịp quý báu này. Mặc dù quý vị rất bận rộn tổ chức ngày lễ hội, nhưng vẫn dành thời gian để viết thư gửi cho tôi lời mời vinh dự này. Xin Thượng Đế ban phước lành cho tất cả bộ tộc đầu tiên. Xin Thượng Đế ban phước lành cho tất cả người dân bản địa ở khắp nơi trên địa cầu. Xin Thượng Đế ban phước lành cho mẹ địa cầu tốt thai khi chúng ta có cơ hội này để diễn đạt tinh thần hợp nhất và tri ân của mình đối với thiên địa. Vì thế giới chúng ta thực sự cần điều này, cần những lời cầu nguyện tha thiết và nỗ lực thành tâm để hợp nhất tất cả chúng sinh trên địa cầu, bởi vì tất cả chúng ta đều được đất mẹ nuôi dưỡng và thiên đàng ban phước. Chúng ta là anh chị em, bao gồm tất cả những chúng sinh không phải loài người trên địa cầu. Lực lượng phủ định đã cố hết sức tìm cách kể từ thời khai thiên lập địa để chia rẽ chúng ta và khiến chúng ta tổn thương lẫn nhau. Nhưng với những lời cầu nguyện thuần khiết và nỗ lực chân thành, chúng ta sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ cầu nguyện và nói chuyện không thôi thì chưa đủ, chúng ta phải hành động, chúng ta phải thay đổi lối sống của mình, trở nên nhân từ hơn, từ bi yêu thương và tử tế hơn đối với nhau. Bất kể chủng tộc, loài và quốc tịch nào, thời điểm chưa từng có này cho chúng ta cơ hội để hồi hướng nội tâm. Vì ngoại tâm chúng ta đã bị hạn chế rồi, nhưng linh hồn của chúng ta mãi mãi tự do, miễn là chúng ta biết cách hướng nội và tìm chân tánh linh hồn của chúng ta, vốn là một phần của đấng thiêng liêng, thì chúng ta sẽ cảm thấy tự do bất kể trong hoàn cảnh nào, dù chúng ta có bị tình trạng vật chất cản trở thế nào đi nữa. Đây là lúc cho chúng ta âm thầm quán tưởng chân tánh nội tại của mình, để tự hỏi tại sao điều bất hạnh đã xảy ra, và mở rộng tâm hồn, lắng nghe hướng dẫn của Thượng Đế. Hướng dẫn của Thượng Đế đã nói với tôi rằng, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, gieo tất cả những việc làm nhân từ mà chúng ta có thể thực hiện, để chúng ta sẽ nhận được kết quả nhân từ cho tương lai của mình. Quá khứ chúng ta không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai của mình. Và tùy thuộc vào hành động hiện tại của chúng ta, thì tương lai sẽ bị diệt vong hoặc tươi sáng. Tôi nghĩ tất cả quý vị đều biết những gì tôi đang nói. Vì tất cả quý vị đều là những người có tâm đạo và có kiến thức tâm linh sâu xa, được truyền xuống từ đời này sang đời khác. Trí huệ của người xưa chưa bao giờ bị mai một trong cộng đồng người dân bản địa. Và quý vị biết rõ, theo trí huệ đó, chúng ta không thể kỳ vọng có được hạnh phúc, niềm vui trọn vẹn
Nếu chúng ta gây đau buồn cho những người khác, bao gồm cả những chúng sinh đồng cư trên địa cầu, đó là những loài vật dễ thương và tất cả những sinh vật khác xung quanh mình, họ là phước lành được thiên đàng gửi xuống để giúp chúng ta trong thời gian tạm trú trên tinh cầu này. Chúng ta nên trân quý họ, bảo vệ họ và biết ơn sự hiện diện của họ. Vì vậy, tôi nghĩ nhiều quan khách sẽ có những lời thông thái và thông điệp từ bi hơn để chia sẻ. Do đó, thông điệp đơn giản của tôi là hãy ăn thuần chay, kiến tạo hòa bình. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã thực hiện phần của mình để cứu thế giới chúng ta. Xin gửi tất cả tình thương của tôi và xin Thượng Đế ban phước cho quý vị. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư vô vàn kính yêu đã chia sẻ những lời hy vọng và khai ngộ này với thế giới. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm kích tộc trưởng Lenzel đáng kính và tất cả những ai liên quan trong việc tổ chức họp hội thống nhất quan trọng này. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện rằng nhân loại sẽ sống một cách từ bi đồng nhất với muôn loài trên địa cầu và sẽ chú tâm nghe thông điệp yêu thương khẩn cấp của Sư Phụ. Hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình. Kính mời đón xem chương trình truyền hình Vô Thượng Sư về buổi lễ hợp nhất thế giới vào một ngày gần đây.